Những chiếc buckle tương thích của những rider khác như Ninja, Beat, Buffa cũng từng sử dụng qua chúng. Trong đó nổi bật nhất có lẽ phải kể tới Magnum. Magnum được Buffa sử dụng khi Michinaga hoàn thành giao dịch với Thunderbolt để khử Nago trong vòng chơi thứ hai của Design Grid. Anh đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và có được chiếc Magnum đến từ Thunderbolt. Không sở hữu khả năng nhạy bén cũng như tài thiện xạ đến từ Kiss, Buffa lao thẳng vào trận chiến với khẩu súng trên tay, tận dụng khả năng cận chiến cũng như những phát bắn tầm gần. Tất cả kẻ thù đều phải lùi bước trước khả năng cận chiến bằng súng của Buffa. Ngoài ra, khi sử dụng đòn Phoenix Tactical Brace, anh sử dụng sức của bản thân để nghiền kẻ thù vào tường và tạo ra một đòn tấn công xung kích tại chỗ, khiến vụ nổ phát ra cực kỳ lớn, tạo ra uy lực khổng lồ từ chiếc Magnum Shooter.